Thưa quý vị, xác định đào tạo con người là sự đầu tư tốt nhất cho tương lai. Những năm qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố luôn được quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo tinh thần nghị quyết 29 của Bộ Chính trị. Trước tình hình quá tải học sinh ở các bậc học, đặc biệt để đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã tích cực tham mưu đầu tư mở rộng, xây dựng các trường học mới. Chính sự đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất đã đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập lên nền tảng vững chắc để các trường học thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trường cũng được đầu tư rất lớn về các trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học tập của các em học sinh. Tất cả các phòng học đều được trang bị máy vi tính, TV, đầu máy. Ngoài ra thì trường còn được trang bị phòng dạy Anh văn cũng như là trang bị cái bể bơi để phục vụ các nhu cầu hoạt động bộ môn của các em học sinh. Thực tế nhiều năm qua, ngoài khu vực trung tâm thành phố, những vùng ven tập trung đông công nhân, người lao động sinh sống và làm việc cũng đối mặt với sự gia tăng chóng mặt về số học sinh. Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, sĩ số học sinh luôn vượt chuẩn. Để đảm bảo chất lượng dạy học, trong lúc chờ đợi những trường học, phòng học mới, ngành giáo dục quận cũng đã đầu tư trang bị cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Nhà trường đối với giáo viên, với nhân viên thì cũng rất là đầu tư quan tâm, luôn luôn quan tâm đến đội ngũ, từ cái chất lượng giảng dạy rồi đến các cái đầu tư về các cái trang thiết bị cho các thầy cô để đảm bảo dạy học trong các phòng học. Theo đề án xây dựng nâng cấp mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng, bộ mặt giáo dục của thành phố đến năm học 2025-2026 sẽ có nhiều thay đổi ấn tượng. Tuy nhiên, có thể thấy việc đầu tư mở rộng xây mới trường học vẫn chưa theo kịp sự gia tăng sĩ số học sinh. Tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày của thành phố vẫn chưa thể đạt 100%. Nhiều trường học còn thiếu thiết bị dạy học, phòng chức năng phục vụ cho chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong năm vừa qua thì nhà trường cũng được Ủy ban dân huyện Hòa Vang đầu tư cải tạo lại một số cái hạng mục. Trường cũng đang có phòng tin học, phòng âm nhạc. Về phía phòng Anh văn thì trường hiện nay là đang thiếu một phòng Anh văn. Còn về các cái phòng học đối với lớp 1, lớp 2 thì hiện nay là trường cũng đã trang bị được các cái thiết bị như là TV, máy chiếu để hỗ trợ cho các em cũng như các thầy cô trong quá trình giảng dạy. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết đang tích cực phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2, lớp 3 được học 2 buổi một ngày, xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh.